Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FPNC với bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Xin chào chị Hiền trở lại. Đối với là một cái người mà quản trị doanh nghiệp như chị đã cũng hơn là tôi nghĩ là hơn 8 năm chứ không phải là 8 năm đâu, 8 năm chị ở trong trong cái đạm Phú Mỹ thôi, còn trước đó chị cũng đã có một cái thời gian nữa. Thì là bây giờ nhìn lại đó thì chị thấy rằng cái nếu mà ví dụ như là người ta hỏi chị là rút ra một bài học gì về quản trị đó, về management đó, thì cái bài học đó là gì ạ? Bài học về quản trị thì cũng khá là rộng, mà là cái lĩnh vực mà là cái việc mà bất cứ một cái nhà quản trị doanh nghiệp nào là cái việc hàng ngày và thường xuyên. Đối với tôi ở cái vị trí lãnh đạo của PVFGCO là có thể nói là một doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Thế thì chúng tôi hoạt động lại từ cái lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Cho nên là cái hoạt động hàng ngày của chúng tôi nó cũng đa dạng. Nó không phải đơn giản chỉ là quản lý sản xuất mà cũng không phải chỉ là kinh doanh phân phối. Thế thì chúng tôi cũng có khá nhiều bài học. Vâng, nhưng mà tôi nghe người ta nói với tôi là cũng như trong sách vở đã nói là có hai vấn đề lớn trong một doanh nghiệp. Theo quan điểm của một quyển sách tôi mới đọc gần đây á, đó là vấn đề nhân sự, con người. Vâng. Và thứ hai là vấn đề tài chính, tiền bạc. Bên mình thì đôi khi là tiền bạc là trước đó. Đầu tiên là tiền đâu mà đúng không chị? Nhưng mà là tôi nghĩ rằng vấn đề là HR, nhân sự và vấn đề là tiền bạc thì quản trị hai cái đó. Thì ở đây tôi muốn hỏi chị cụ thể là tôi không phải hỏi chị là chị cái cách chị làm việc với lại nhân viên đó là bình thường rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi chị là cái cách đó mà chị làm việc đối với là những đồng nghiệp ngang cấp của chị, có nghĩa là trong ban lãnh đạo của chị, thì cái phong cách làm việc của chị như thế nào ạ? Thì đúng như anh nói, trong các cái bài học về quản trị thì cái bài học đầu tiên của bất cứ nhà quản trị nào bao giờ cũng là quản trị về con người. Và đối với quan điểm của cá nhân tôi thì đây cũng là phải là bài học đầu tiên chứ không phải là quản trị tài chính. Quản trị con người thì nó sẽ giải quyết tất cả những cái công tác quản trị sau. Tôi cho là quan điểm của tôi thì cái yếu tố mà để thành công nhất thì trong cái công tác quản trị nhân sự ở cái tầng mà vừa mới nói á, thì là cái chuyện làm thế nào đấy để phát huy được cái tinh thần tập thể. Chứ còn giống như một đội bóng ấy, toàn các cầu thủ xuất sắc nhưng mà nếu mà không phối hợp với nhau thì cái kết quả cuối cùng thì cũng không ghi được bàn thắng. Thế thì trong cái mê đá banh không ạ? Tôi cũng nói chung là không biết, quá là mê nhưng mà cũng theo dõi cũng thấy hấp dẫn. Biết lực bóng đá. Vâng. Thế thì trong cái ban lãnh đạo của chúng tôi thì đặc biệt là hội đồng quản trị thì quyết trên cái nguyên tắc tập thể. Đấy, làm thế nào đấy để cái gì mình nhận thức là hợp lý mà lại được sự đồng thuận của cả tập thể thì đấy là cả một nghệ thuật. Và muốn cái sự thuyết phục thì mình thứ nhất là mình phải vì cái chung. Vì cái chung thì làm thế nào ai cũng có bản sắc, nhưng mà cái nhận định cái ý tưởng của mình nó vì cái sự tốt đẹp cho công ty, vì mục tiêu có lợi cho công ty, và cái cách mình thuyết phục được tập thể, các cái đồng nghiệp của mình và thuyết phục cấp trên để triển khai cái ý tưởng của mình đi vào thực tế thì tôi cho là tôi cũng rất là tâm đắc với cái trong hội đồng quản trị của chị là có, hay là trong ban lãnh đạo cao nhất của PVFCO á, là có bao nhiêu nữ? Hiện nay thì trong hội đồng quản trị thì có một mình tôi, còn trong ban lãnh đạo là ban tổng giám đốc á, thì có thêm một đồng nghiệp nữ nữa. À như vậy, có nghĩa là vẫn phó thôi phải không chị? Dạ vâng. À, và cái mục tiêu của chúng ta là phải đạt thứ trưởng. Tại vì nói là tới cái ngày phụ nữ thì chúng tôi là vẫn cũng có những cái chương trình trao đổi. À, thì là một diễn giả nữ cũng nói với tôi là mình rất là phải nói là bên cái nữ quyền là bình đẳng giới của Việt Nam mình rất là tốt. Yeah. Nhưng mà ở cấp phó tôi chưa, cấp trưởng rất là ít.
Thì là không không mà tôi nói như vậy là để nói thêm cho vui thôi. Không thì cũng rất là thoải mái thôi, tại vì cũng thưa thật với anh Châu là lãnh đạo nữ, và gần đây nhất thì tôi có tham dự một cái hội thảo về nhà lãnh đạo nữ và bước trần vô hình của chị Tôn Nữ Thị Ninh cùng với Ngân hàng Thế giới đấy. Thì chúng tôi cũng nhận định cũng rất là giống như anh vừa mới nói, tức là lãnh đạo nữ thì có rất nhiều rào cản. Và chúng tôi nhận định cái rào cản đó để làm thế nào đấy để phát huy được cái ưu thế của mình. Và chúng tôi cũng đi đến một cái kết luận là cái rào cản đấy thì có cái yếu tố là cá nhân các lãnh đạo nữ rất là nhiều. Thế sau đấy mới đến là rào cản từ phía đồng nghiệp, từ phía quan niệm về xã hội phương Đông. Thế thì để mà có được một cái vị trí và có một cái uy tín nhất định, nếu mà mình đặt vấn đề về giới lên thì tôi nghĩ là mình sẽ có khi là bị mất tự tin, mà lúc đấy là mình phải chứng minh bằng cái performance của mình. Không, cái gì mà mình làm. Nói chị đó là tôi xin mở mặt thôi, không phải đề tài của mình, nhưng mà nhân nói cái này thì tôi vừa khi mà vào trường quay với chị là tôi coi một cái tin tức về truyền hình thì thấy rằng là cái đền Black Vee Hier đó bên Campuchia tranh chấp với Thái Lan thì được nhà là tòa án quốc tế họ phán quyết là Thái Lan phải rút, thì nữ thủ tướng Thái Lan là bà nữ thủ tướng Thái Lan thì bà đồng ý cái đó và chấp hành cái phán quyết của tòa án quốc tế. Thì nhà cái người mà đưa tin á ở trên CNN á, người ta nói là cái việc mà kêu là tranh chấp cái chỗ cái này á, chỗ cái đền Black Vee Hier này á đã dịu xuống rất nhiều từ khi nữ thủ tướng là Zinlich lên lãnh đạo. Như vậy có nghĩa là có sự mềm dẻo đối với thì tôi nghe tới đó tôi thích rất là thích thú. Vâng, như vậy tôi xin đóng mặt. Vâng, và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chuyện của cái câu chuyện này. Thì là hiện nay thực sự Việt Nam mình là nói chung về tài chính ngân hàng thì là thế giới người ta vẫn nhìn mình như một cái gì chưa có được minh bạch. Mình đang phấn đấu đi tới sự minh bạch chứ chưa tới. Cho nên là đối với riêng tổng công ty của chị thì cái minh bạch về tài chính nó theo chị nó đạt tới điểm 10 chưa? Nếu mà nó còn phụ thuộc vào thang điểm nào. Vâng. Nhưng mà theo đánh giá của cái mặt bằng các công ty niêm yết nói chung thì chúng tôi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như là Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất là cao. Bằng chứng là chúng tôi luôn duy trì kể từ khi có niêm yết hiện nay là chúng tôi vẫn được duy trì là một trong những công ty là điểm sáng. Niêm yết tại sàn HOSE là cũng là cái mặt bằng sàn cũng là công ty lớn rồi. Và chúng tôi luôn luôn duy trì ở trong cái rổ VN30. Thế thì kể từ khi mà có VN30 đến giờ thì và các cái như tôi nói về cái cơ cấu cổ đông ấy. Thì hiện nay thì cái cơ cấu cổ đông là các quỹ, các cái công ty đầu tư nước ngoài tham gia vào DPM là cỡ khoảng 20% vốn điều lệ. Tức là đối với lại cái phần vốn mà 39% phần vốn không phải là nhà nước thì 20% là của các cái tổ chức, các cái quỹ nước ngoài rồi. Và những cái nhà đầu tư như vậy thì cái tính chuyên nghiệp, cái tính mà nhận định về cái quản trị của cái công ty mà họ nắm giữ cổ phiếu thì cái đấy tôi nghĩ là cái indicator khá là rõ nhất về cái tính minh bạch của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ hoàn toàn, không những là tuân thủ mà còn chủ động cung cấp thông tin cũng như là tiếp xúc, tổ chức các cái tiếp xúc các cái nhà đầu tư hàng định kỳ, hàng quý, và chúng tôi giải đáp, có hẳn một cái bộ phận IR quản lý cổ đông và chúng tôi giải đáp tất cả các cái câu hỏi của cổ đông mà trong cái phạm vi mà chúng tôi có thể cung cấp được. Vâng, xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Xin quý vị đừng thay đổi kênh truyền hình để chúng tôi còn quay lại với phần cuối cùng của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.